Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ mặn bàn về vấn đề ly hôn và chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn biết rằng trong mối quan hệ hôn nhân của chúng ta có 3 mối quan hệ. Thứ nhất là quan hệ về nhân thân. Khi cơm không lành, canh không ngọt nữa thì chúng ta khởi kiện đến tòa để xin ly hôn. Và nếu trong trường hợp chúng ta có những cái con chung là dưới 18 tuổi thì chúng ta sẽ khởi kiện để yêu cầu người nào trực tiếp nuôi con thì người còn lại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Luật là như thế. Tuy nhiên rằng là có những cái thỏa thuận khác mà chúng ta sẽ còn phải bàn luận. Vấn đề thứ ba là tài sản chung vợ trong thời kỳ hôn nhân. Việt Nam vẫn còn cái tư tưởng Á Đông, các bạn biết không? Tài sản được tạo lập chung trong thời kỳ hôn nhân là của anh, của em hay của chúng ta. Khi mà yêu nhau thì quả ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bù hòn cũng méo. Thực ra thì mấy hôm nay vấn đề sốt, vấn đề của đại gia Trung Nguyên. Nào, chúng ta cùng nhau bàn luận về vấn đề pháp lý trong vụ ly hôn Trung Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong bài báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2019 có cái một vấn đề là khối tài sản khổng lồ. Trước đây thì chúng ta có một cái vụ ở đại gia của Long An cũng có một cái khối tài sản lớn. Tuy nhiên thì trong năm 2018 kéo dài đến năm 2019, các luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên đã bắt đầu xử một cái vụ án khủng có cái tên là khối tài sản khổng lồ của đại gia Trung Nguyên. Vợ chồng ông Vũ, bà Thảo là những doanh nhân nổi tiếng tạo thương hiệu cà phê Trung Nguyên và cà phê Hòa Tan Trung Nguyên EG7. Tại tòa, phía bị đơn cho biết tập đoàn Trung Nguyên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh cà phê, bán lẻ, nhượng quyền thương hiệu, du lịch, bất động sản. Trong đó, công ty cổ phần Trung Nguyên, gọi tắt là Trung Nguyên Group, có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, chi phối hầu hết các doanh nghiệp còn lại. Ngoài ra, tập đoàn Trung Nguyên cũng có một cái hệ thống nhà máy, dự án bất động sản có giá trị đầu tư là 2.800 tỷ đồng. Tất cả cổ phần, dự án bất động sản, nhà máy dựa vào kết quả thẩm định của công ty thẩm định tài sản do tòa trưng cầu giám định có giá trị là 5.634 tỷ đồng. Theo số liệu, phía ông Vũ đưa ra tổng tài sản chung bao gồm cổ phần, tiền mặt, bất động sản có tổng trị giá là 8.400 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cái con số là 8.400 tỷ đồng đó là một con số không hề nhỏ, quý vị và các bạn nha. Kính thưa quý vị và các bạn, bài viết của phóng viên Vũ Mến và Minh Phương, Minh Vương nói về những cái vấn đề pháp lý trong hôn nhân của cà phê Trung Nguyên. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản chung của vợ chồng nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, 46 tuổi và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 48 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên diễn ra vào suốt ngày 20 đến ngày 21 tháng 2. Phiên tòa kết thúc phần tranh luận, hiện đang tạm nghỉ nghị án. Dự kiến chiều nay ngày 25 tháng 2, đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát biểu quan điểm vụ án. Sau đó tòa sẽ nghị án và tuyên án. Thực sự ra vấn đề ly hôn của những đại gia thường tốn bút mực của các anh chị em nhà báo. Tại sao tòa không xử kín? Phiên tòa xử vụ án ly hôn này đã và đang diễn ra công khai. Có ý kiến thắc mắc tại sao tòa không xử kín mà lại xử công khai để những chuyện tế nhị của gia đình họ bị phơi bày một cách không cần thiết. Thực ra việc xử kín hay không đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Tòa không thể tự tiện muốn làm sao thì làm. Theo khoản 2 điều 15
của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 thì tòa án xét xử công khai trường hợp đặc biệt cần phải giữ bí mật nhà nước, gìn giữ thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bị bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì tòa có thể xét xử kín. Trong vụ án ly hôn này, do đương sự hai bên đều không có yêu cầu xét xử kín để giữ gìn bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình nên theo điều 15 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, tòa chỉ có thể xét xử công khai chứ không có quyết định xử kín. Thêm một cái vấn đề mới nha quý vị, cấp dưỡng nuôi con bằng cổ phần hay tiền. Thì thông thường hồi nãy tôi có nói với quý vị và các bạn đó, nếu như trong trường hợp con dưới 18 tuổi chưa thành niên thì các bên có thể thỏa thuận cấp dưỡng cho các con cho đến khi các con đến tuổi trưởng thành. Người nào nuôi con thì người còn lại phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên cấp dưỡng thì ở những người có bình dân hay những người đại gia thì như thế nào, chúng ta sẽ xem nhé. Tại tòa, bà Thảo đề nghị trực tiếp nuôi dưỡng 4 con chung. Và về cấp dưỡng, bà cũng đề nghị ông Vũ cho cả 4 con, trong đó có người con trên 18 tuổi. Theo điều 110 của Luật Hôn Nhân và Gia Đình, cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên. Ở đây, bà Thảo yêu cầu cấp dưỡng cho cả người con trên 18 tuổi là không phù hợp. Tuy nhiên, do ông Vũ đồng ý cấp dưỡng luôn cho người con này, nên tòa có thể ghi nhận sự tự nguyện này. Về số tiền cấp dưỡng, bà Thảo đề nghị ông Vũ chỉ 20% cổ phần để hoán đổi thành tiền cấp dưỡng cho 4 con để kế nghiệp sản nghiệp lâu dài của cha mẹ. Về việc này, ông Vũ trình bày ban đầu ông chỉ đồng ý cấp dưỡng là 5% cổ tức cho con, nhưng bà Thảo cho rằng cổ tức liên quan đến việc lời lỗ của tập đoàn và việc điều chỉnh sổ sách kế toán, nên ông Vũ đưa ra con số cấp dưỡng là 10 tỷ đồng một năm cho 4 con. Tại phiên tòa, ông Vũ vẫn giữ nguyên ý kiến này. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái quá trình hành nghề thì còn vẫn có hai luồng ý kiến khác nhau. Thứ nhất là cha mẹ tạo lập một cái tài sản chung và cha mẹ thống nhất cho con một cái tài sản, cũng giống như trong hai cái vị tập đoàn Trung Nguyên này, 20% cổ phần cho các con, thì đó tôi nghĩ đó là một cái điều phù hợp hơn. Tuy nhiên thì góc độ phía bên ông Vũ thì ông Vũ lại yêu cầu là cấp dưỡng cho 4 con là 10 tỷ đồng một năm, thì đó cũng là một con số dễ ghi nhận. Vấn đề đặt ra là việc cấp trợ cấp nuôi con theo tính theo cổ phần có được không? Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Tiến, giảng viên khoa luật dân sự Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc bà Thảo yêu cầu cấp dưỡng cho con bằng 5% cổ phần của ông Vũ sẽ gây khó khăn cho cơ quan thi hành án. Bởi việc xác định giá trị rất phức tạp, rắc rối, cấp dưỡng cho con theo đề xuất của ông Vũ là hợp lý, rõ ràng, và nên rất nhiều khả năng tòa sẽ ghi nhận sự tự nguyện này. Cái kết quả của việc cấp dưỡng cho 4 con trong thời kỳ hôn nhân như thế nào thì chúng ta sẽ chờ xem. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại cũng vẫn có hai luồng ý kiến. Thứ nhất là cấp dưỡng bằng một con số trong một cái thời hạn nhất định. Thứ hai là cấp dưỡng theo 20% cổ phần. Vấn đề nan giải là chia tài sản. Khối tài sản tranh chấp gồm vàng, tiền mặt, ngoại tệ, vốn góp trong công ty. Ông Vũ đưa ra đề nghị tòa phân xử cho mình là 70%, còn 30% được chia cho bà Thảo. Về các bất động sản, ông Vũ cũng đề nghị chia đôi. Vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên xác định có tổng cộng 26 bất động sản. Tuy nhiên cả hai thống nhất chỉ tranh chấp 13 bất động sản có đủ điều kiện pháp lý để tòa xử. Hiện tại ông Vũ đang nắm giữ 6 bất động sản trị giá là 350 tỷ đồng. Bà Thảo đang nắm giữ bất động sản trị giá là 375 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo trình bày của ông Vũ tại tòa thì số tiền được xác định tại ngân hàng chỉ là bề nổi. Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để đảm bảo nghĩa vụ của nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tài sản chung vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, do hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản do vợ chồng ông đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được xem là tài sản chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật rằng nếu trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên một người, tuy nhiên nếu cái người đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chứng minh được tài sản này là tài sản riêng của mình thì trên nguyên tắc tài sản đó được xem là tài sản chung vợ chồng các bạn nhé. Luật sư Nguyễn Văn Hồng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích, khi ly hôn thì tài sản chung của cơ bản là phải chia đôi, trừ khi có thỏa thuận khác của chồng công vợ. Dù chồng đi ra ngoài kinh doanh thành đạt, vợ ở nhà nội trợ, thì khi chia tài sản, đóng góp của vợ được coi là ngang bằng đóng góp của chồng. Việc chia tài sản chung của vợ chồng phải tính đến các yếu tố như hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi là lao động có thu nhập. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh nghề nghiệp để có điều kiện tiếp tục lao động thu nhập. Lỗi của một bên trong vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Theo luật sư Hồng, ông Vũ muốn được chia tài sản chung nhiều hơn bà Thảo thì ông Vũ phải chứng minh mình có công đóng góp nhiều hơn. Đây là một cái nhận định khá hay các bạn ạ. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Tiếu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm, để được chia hơn trong khối tài sản chung thì một bên phải có đóng góp nổi bật, do thấy công sức nhiều hơn, rõ rệt hơn và phân biệt được công sức đóng góp của phía bên kia. Người vợ chỉ làm việc công việc nội trợ hoặc chăm sóc con cái cũng có thể được tòa đánh giá là có công đóng góp tương xứng với công sức của người chồng đang làm chủ kinh doanh, cho dù trong quá trình hình thành, tầm nhìn, bước đi của doanh nghiệp đó không chỉ có hình bóng của người vợ phía hậu phương. Đó là nguyên tắc vận dụng trong giải quyết tranh chấp tài sản chung vợ chồng, nghĩa là cần phải xét hoàn cảnh gia đình, xuất phát điểm tạo lập. Mỗi một cái quan điểm khác nhau các bạn ạ. Theo luật sư Hiếu, giả sử một doanh nghiệp do người chồng tạo lập có lợi nhuận trước thời điểm hôn nhân, hoặc nếu một doanh nghiệp do người chồng thành lập báo cáo tài chính khai lỗ trước thời điểm kết hôn nhưng lại có lãi trong thời kỳ hôn nhân thì tòa án có thể dựa vào yếu tố rõ rệt đó để xem công sức đóng góp của vợ chồng. Tuy vậy, điều này cũng còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại trên cái phương tiện truyền thông rất là nhiều cái luồng ý kiến, có một số luồng ý kiến cho rằng là phụ nữ thì phải đứng lùi vào phía sân sau. Một số luật sư là nữ, một số người phụ nữ thì bảo là của chồng công vợ. Rất là nhiều những ý kiến trái chiều, một phía là bên vực người vợ, một cái luồng quan điểm khác là bên vực người chồng. Chúng ta hãy chờ cái phán xét của phán quyết của tòa án như thế nào. Thôi thì chúng ta chỉ nói cái ý của vị để lại cho đời cà phê Trung Nguyên như thế nào nhé. Tại tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói ông muốn để lại cho con 3 điều khi hôn nhân tan vỡ. Cụ thể, ông nói có thể thời gian vật lý của ba dành cho con không nhiều, nhưng lớn lên con sẽ thấy ba để lại cho các con 3 điều. 3 điều đó là gì các bạn? Thứ nhất, ba đã đặt cho các con một bệ phóng, một nền tảng để phát triển. Tuyệt vời quá quý vị và các bạn. Nếu tôi là một người cha
tôi là một người mẹ. Tôi có một cái công ty và công ty đó có tên tuổi. Thì cái khả năng con tôi sẽ phát triển, duy trì và phát triển nó lên dễ hơn so với bắt đầu khởi nghiệp lại từ đầu. Việc này chúng ta có thể khẳng định từ Tổng thống Donald Trump. Ông xuất thân từ một gia đình là đầu tư về bất động sản. Và việc đó để lại và ông duy trì và phát triển nó nhanh hơn so với bắt đầu từ con số 0. Tôi đồng nhất với quan điểm thứ nhất. Thứ hai, sống phải có chí lớn, vượt thượng, vượt qua cả tâm. Tập đoàn này phải có trách nhiệm với xã hội chứ không đơn thuần chỉ buôn bán kiếm lời. Mỗi người một cái quan điểm, và với những người và cả cuộc đời của ông thì có rất là nhiều người ca tụng. Và tôi nghĩ đó là một cái mà ông muốn nhắn gửi cho bốn đứa con ông. Đây là một cái điều tuyệt vời các bạn ạ. Thứ ba, các con ông sẽ luôn tự hào về người cha của mình. Điều này là không có gì phải bàn cãi hết. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ hiện tại trên phương tiện thông tin đại chúng có một cái câu slogan mà tôi thấy ở trên Google search rất là nhiều: tiền nhiều để làm gì? Quan điểm của ai sao tôi không biết, nhưng riêng tôi, tiền nhiều để kiếm tìm hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi có những cái gốc đạo nhỏ, mình là luật sư ở một cái cấp vừa phải để nhận định cho quý vị và các bạn biết thế nào là ly hôn, thế nào là con chung và thế nào là chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.